Xin chào mọi người, chào mừng trở lại. Đây là tập thứ 8. Áp dụng dòng lệnh tổ chức vào thị trường ngoại hối. Được rồi, mọi người chào mừng trở lại. Xem qua chế độ xem giao dịch. Và tôi hứa, tối nay nó sẽ rất ngắn. Một, nó bằng đồng EU. Và bất cứ khi nào tôi nhìn vào dữ liệu, tôi đang đối xử với Đây là nguồn các dữ liệu tôi sử dụng cho 40 cặp chỉ 40. Con trực tuyến những Orlando này chắc chắn không phải họ. Được rồi, chúng ta có biểu đồ hàng ngày cho đồng yên yêu dâu. Chỉ để bạn biết là tôi ghét cặp cuối. Tôi không thể chịu đựng được, được chúng nhưng vì sự trọn vẹn. Đây là cách bạn sẽ làm tìm kiếm những kiểu mẫu này trong Forex. Hiện nay có rất nhiều phản hồi trong phần bình luận rằng bạn không thể nhìn thấy nhưng nó thực sự chỉ dành cho tôi. Tôi nhận được rất nhiều yêu cầu dù đây có phải là thích hợp để sử dụng cho biểu đồ khung thời gian cao hơn. Và tôi nghĩ biểu đồ hàng ngày là bất cứ điều gì theo người ta phân loại cao hơn. Biểu đồ khung thời gian tôi cao nên hơn. tôi muốn bạn xem qua Shuffle là chúng ta có giả vờ về nó không? Tạm dừng video nếu bạn chưa sẵn sàng. Vẫn tích cực. Được rồi, hãy nhìn vào mức thấp tương đối mát mẻ. Bao <laughs> giờ bạn thấy điều đó? Tối nay mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh chóng và bẩn thỉu. Được rồi, vậy chúng ta có các thùng làm mát tương đối được đánh dấu ở đây. Mắc đã giao dịch giảm giá thông qua và tạo ra một bước tiến cao hơn bây giờ đây là lý do tại sao tôi không thích cặp cuối nhé tôi luôn nhận được câu hỏi tại sao bạn không thích cặp cuối tôi thấy họ di chuyển xung quanh rất tốt họ làm cái này họ làm cái kia họ có xu hướng giống như một cặp đôi trở lại một mức độ cụ thể tôi muốn xem và bạn sẽ thấy nó ngay tại đây được chứ đu cao thị trường phục hồi thông qua đó không có chiếc túi công bằng nào ở ngoài đó nó tụt xuống rồi lại chạy đưa cú xiêng này lên cao. Vì vậy chúng ta có hai điểm về cấu trúc thị trường đã di chuyển lên phía trên, giá được giao dịch ở trên nó. Bây giờ chân này ở đây. Bạn muốn quay lại điều đó và xem có khoảng cách giá trị hợp lý không? Tất cả chúng ta có một và hai. Thị trường giao dịch ở đây. Gửi nó cao hơn những gì ở trên đây nhờ tính thanh khoản bên cạnh. Cái cao cũ này ở đây cũng có thể là một sự rút thanh khoản, nên sẽ có những điểm dừng. Nó có giao dịch ở đó hay không? Nó không liên quan được rồi. Nó có khả năng bị thu hút giống như bạn biết. Chơi móng ngựa trò chơi của bạn chơi móng ngựa. Không phải mỗi lần bạn ném móng ngựa, nó sẽ xuất hiện trên bài đăng đó phải không? Nhưng chơi vẫn vui mà đúng không? Vậy là bạn đang nhắm tới bài viết đó. Dù bạn có nhấn vào bài viết đó và đây sẽ giống như bài đăng trong trò chơi. Chơi móng ngựa mà bạn đang nhắm tới bây giờ. Rõ ràng là chúng tôi đã bắt đầu giao dịch những cây nến này là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Ngọn nến hàng ngày này. Chúng ta có thể tin tưởng rằng con số này có thể sẽ tăng cao hơn. Bởi vì chúng tôi đã đi lên nên chúng tôi đã hợp nhất. Và sau đó lại bắt đầu một cuộc chạy đua khác lên cao hơn. Liệu nó có giao dịch thông qua nó, nó không liên quan, quan được rồi? Bởi vì ngay cả một cú xin thất bại cũng có thể vượt lên trên mức cao. Nếu có đủ phạm sáu từ việc có mặt ngay tại đây, lúc mở vừa, để đạt đến đây, thế là đủ để đâm vào nó và xem liệu bạn có thể lành lại kịp thời không. Vì vậy đó là một ví dụ về nó xảy ra trên biểu đồ hàng ngày. Nhưng tôi muốn đi sâu vào ngày hôm nay ngay tại đó được chứ? Ngày mồng 10. Vì vậy chúng ta sẽ giảm xuống khung thời gian 15 phút. Đây là khung thời gian 15 phút và chúng ta sẽ đánh dấu biểu đồ. Nửa đêm giờ New York. Cục biểu tình tên lửa ở đây. Vâng. Và sau đó chúng ta bước vào phiên họp ở New York ngay tại đây. Vì vậy chúng ta sẽ đi sâu vào cấu trúc giá này. Và tìm ra hoạt động đã xảy ra ở đây. Vì vậy tôi sẽ đặt một hình chữ nhật trong khu vực này. Nhờ đó chúng ta biết chúng ta đang nhìn liên quan đến khung thời gian 15 phút này. Các bạn hỏi tại sao mình làm si Đây là lý do tại sao? Làm cho nó dễ dàng hơn nhiều Đúng với những gì tôi đang tìm kiếm. Được rồi, hãy thả xuống biểu đồ 5 phút. Được rồi, và nếu bạn nhìn vào... 7 giờ sáng. 10 giờ sáng. Đó là công nghệ thông tin ở nụ yếu của bạn đã giết chết anh ấy rồi này. Đó là thời điểm trong ngày mà phiên nụ yếu giao dịch. Hình thức, Tôi có thêm thông tin về vấn đề đó. Về thời gian trong ngày đối với ngoại hối. Trong kênh này tôi thấy rất nhiều video, rất nhiều chủ đề và điều bạn có thể khám phá. Tôi không muốn đánh chết vì tôi đã làm ở những nơi khác rồi. Nhưng chỉ biết rằng 7 giờ sáng, 10 giờ sáng giờ New yếc, một lần nữa trên chế độ xem giao dịch. Bạn cần phải chuyển nó sang đó. Mọi thứ khác sẽ không sao đâu. Vậy đây là thời gian trong ngày. Vào lúc thành lập các biểu mẫu thành lập ở Núi York. được rồi, vậy chúng ta sẽ giảm giao dịch trên thị trường, thực hiện một cú swing si thấp xuống phía dưới đó, và sau đó đấm cao hơn ngay phía trên swing si ha. Bên trong giá này, giống như đây là chuyện mà bạn có, chúng ta sẽ bắt đầu chia nhỏ nó từ trên xuống từ 5 phút từ trên xuống. Chúng ta sẽ chia nhỏ nó từ 5 phút xuống, biểu đồ một phút nên từ mức thấp này lên đến mức cao này. Ngay trong đó chúng ta sẽ nghiên cứu từng. Không thời gian mới sẽ giảm xuống còn 3 phút. Được rồi, vậy với mức giá như ở đây chúng ta sẽ đưa ra một mức dao động thấp. Vâng, chúng tôi giao dịch xuống dưới mức dao động thấp. Ở đây nó có tạo ra một cú vung cao không? Vâng, đúng vậy. Vì vậy bây giờ chúng tôi có một hợp lệ điều kiện để xem có giao dịch không. Quay lại mức giá này, như là có một hội trợ mà bạn có. Ngay tại đây. Và cái này ở đây. Vì vậy hãy nhớ rằng tôi đang dạy bạn. Nó có thể đâm xuống đó. Hãy lưu ý đến điều đó. Nhưng hãy cố gắng đưa mục nhập của bạn vào đó. Và cái này chúng ta có ở đây, theo dõi nó ở đó. Hiện nay, câu hỏi sẽ là nó sẽ giao dịch đến mức nào bởi vì chúng ta không nhìn vào bất cứ thứ gì ở đây. Bởi vì ý tưởng về loại phạm sáu ở giữa. Vì vậy, đối với các bước di chuyển kiểu mở rộng, bài học thực hành tối nay, nếu chúng ta không có phạm sáu để giao dịch bên trong, chúng ta dự đoán thế nào? Có thể giao dịch tăng hoặc giảm bao xa? Trong trường hợp này, chúng tôi đã tìm kiếm lâu dài mục tiêu của chúng tôi sẽ ở đâu? Bởi vì đỉnh cao cũng ở đây. Bây giờ tôi chắc chắn liệu chúng ta có trải qua một đúng nhìn đúng sang đúng bên chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó nhưng có một cách thực sự dễ dàng là lấy giá trị của bạn. Như ở đây, hãy xem cố siêu này ở mức thấp ngày trước khi đợt tăng giá này. Sau đó này. chúng tôi hợp nhất thả xuống, tạo giảm giá, và sau đó tạo ra đợt phục hồi thoái lui của chúng tôi. Và bắt đầu đạt tới những đỉnh cao này làm sao chúng ta có thể biết. À, tôi thích bị sơ. Mỏ neo. Nó nêu nó vào cú si trước đó được rồi. Okay, so vậy từ mức thấp này đến mức cao, sau khi chúng tôi dẫn đầu sự hợp nhất này để bắt đầu giao dịch, dịch cao hơn, uh, uh, mê mơ độ lệch hơi âm uh, um một. Uh, và tôi nhận được uh, rất nhiều câu hỏi. Bạn biết thiết lập của tôi phù hợp uh, với tôi là tôi gì? Tôi thực sự đã thể hiện điều đó trên video giới thiệu út. Vì vậy bạn có thể thoải mái xem uh, qua điều Trên kênh điều đó. YouTube của tôi nữa. 133.153 và... Không phải là tôi thấy xin chào đâu là 1 giờ 30 phút, 3 giờ 15 phút và 3. Vì vậy đúng với đúng điểm mà bạn đang tìm kiếm và sau đó. Tôi đã thấy nó nhận được từ đó. Được rồi. Vì vậy rõ ràng là khi tôi đưa ra ví dụ như thế này, khiến bạn muốn trao đổi với tôi. Nhưng tôi ghét cặp này, tôi không thể chịu nổi những thị trường khác. Có thể gãi ngừa cho dích nhưng đây không phải là thứ tôi thích giao dịch. Nhưng tối nay tôi muốn ra ngoài và đưa cho bạn cái nhìn nhanh về những gì bạn có thể làm với những thị trường này. Sử dụng mô hình được. Có một cách tiếp cận mà bạn có thể sử dụng. Với phiên London được rồi. Ở London sẽ đánh dấu các đường thẳng đứng của bạn so với giờ địa phương lưu yếu 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Vậy là bạn đã có khung của mình rồi. Vì vậy giờ hoạt động của bạn sẽ rất nhiều. Thiết lập. Đến New York từ 7 giờ sáng đến 10 giờ. Giờ địa phương New York. Cho các giao dịch phiên London, bạn sẽ tìm kiếm một thiết lập có thể cung cấp cho bạn một cách để giao vịnh trong khoảng thời gian từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Ổn và điều đó dễ dàng như tôi có thể làm cho bạn. Nó đơn giản và bất kỳ thông tin bổ sung nào bạn muốn có, tôi đã hoàn toàn che đậy nó trong các video khác trên kênh YouTube này nhé. Vì vậy nó chủ yếu là kênh 4X. Và điều đó chỉ mới xảy ra gần đây với sự cố vấn năm Tôi đang nói và giảng dạy về chỉ số chứng khoán. Vì vậy tôi nhận được rất nhiều yêu cầu về ngoại hối. Vậy bạn đi đây. Nó chỉ đơn giản là áp dụng những gì bạn đã được đào tạo. Chỉ số tương lai. Nhưng chỉ áp dụng nó vào thị trường ngoại hối. Nhưng áp dụng nó vào thời gian trong ngày. So với New York hoặc London. Và vâng, bạn có thể thực hiện giao dịch ở châu Á. Vâng, bạn có thể giao dịch quần áo ở London. Nhưng tôi thích. Bạn vừa giao dịch trên hai không thời gian này ở đây phải không? Hoặc thời gian trong ngày thay vì New York mở cửa. Đó là những gì đang được hiển thị 7 giờ ở đây. Sáng. 10 giờ sáng lại theo giờ địa phương New York. luôn tôi không thể nói đủ. Vì nếu bạn không làm điều này, và bạn chỉ cần đặt nó theo giờ địa phương của bạn, nó sẽ không hoạt động. Nhưng đây là giờ địa phương của New York trên góc nhìn giao dịch. 7 giờ đến 10 giờ. Đây là lúc bạn đang tìm kiếm thiết lập, được chứ? Vậy tóm lại, chúng ta có thể dự đoán thị trường này sẽ tăng cao hơn tại sao? Bởi vì đồng đô la euro đang tăng giá. Bạn cũng có thể kiểm tra nó bằng cách truy cập. Trước tiên hãy chuyển sang biểu đồ hàng ngày. Và bạn đi tới xã UE, đó là tính năng của đồng yêu dâu. Và chúng ta hãy sử dụng miệng trước liên tục. Được rồi, bạn có thể thấy đồng yêu dâu thế nào? Nó đã đi đâu rồi? Vậy nó đang giảm hay cao hơn? Rõ ràng là tăng cao hơn đồng yên đã làm gì? Vì vậy khi bạn nhìn vào các cặp ngoại hồi, bạn muốn tìm kiếm mối quan hệ giữa nhà cụ tạo nên cặp của bạn. Vậy đồng yêu dâu đồng yêu dâu mạnh. Đồng yên yếu vậy điều đó có ý nghĩa gì đối với đồng yêu dâu? Điều đó có nghĩa là với sự thiên vị của bạn là tăng giá. Và bạn đã có nền tảng này giữa đồng yêu dâu và đồng yên. Điều này sẽ làm cho cặp này tăng cao hơn. Đó là một cách thực sự đơn giản để xem xét. Làm thế nào để xác định những con lai like kỳ lạ này nhé? Và cách đóng khung, logic đằng sau việc nó nên tăng cao hơn hay thấp hơn. Và áp dụng ngày ngón tay cái. Đợi mẫu tôi đang dạy bạn. Và bạn sẽ không cần phải làm gì khác. Bạn không cần phải mua đăng ký dịch vụ của bất kỳ ai. Bạn không cần phải học bất cứ điều gì khác. Bạn không cần phải mua bất kỳ khóa học nào. Ở đây nào. mọi thứ đều miễn phí và nó hoạt động. Cho đến khi tôi nói chuyện với bạn vào tuần tận đó. hưởng ngay cuối tuần của bạn và được an toàn.